Cây mua 2 tặng 1 thì lấy 3 cây. 3 cây giống nhau nha. Đúng rồi, 3 cây giống nhau. Ủa? Mình có mua 3 cây mà. Mình mua mấy loại? Không, bỏ cái đấy ra, Kiệt không biết. Ta xem là có lấy cái kem không, lấy ra 3 cây cho nó đủ mỗi loại. Ôi lạnh quá. Sao Kiệt nói xong rồi, mệt quá.